Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe. Đó là chiếc Innova G xịn sản xuất 2007 biển 34A108109 87 này. Đấy, chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 279 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081666 2386. Mình xin nhắc lại là 081666 2386, quý vị và các bạn nhé. Đây là một mẫu xe thương hiệu nổi tiếng của dòng Toyota, một mẫu xe rất là được ưa chuộng từ trước đến nay chứ không phải là bây giờ, từ trước đến nay. Đấy, với giá tiền chỉ có 279 triệu đồng một mẫu xe Innova G xịn sản xuất 2007 thì quá là ok cho quý vị và các bạn. Đấy, đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2020, còn khá là dài, anh em về chỉ việc đi không phải khám, rất là yên tâm về phần phạt nguội. Đấy, với giá tiền như vậy anh em đã có một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu rất là nổi tiếng, anh em mua về chạy gia đình hay dịch vụ thì cũng khá là ok, đúng không ạ? Đây là bản G xịn nên là anh em không phải suy nghĩ từ những cái ốp đèn sau rồi là về mưa, tay ốp cửa còn rất là đẹp, sáng bóng, được ốp một lớp inox mạ chrome. Đấy, anh em nhìn thấy form xe của nó còn rất là tròn xe và cứng xe chứ không phải như những chiếc mà đã nhàu. Đấy, với giá tiền như vậy thì cũng khá là ok cho một chiếc Innova như thế này. Anh em nào mà đúng chân thì liên hệ ngay cho em nhé, với giá tiền khá là hợp lý cho quý vị và các bạn luôn. Phần gầm của chiếc xe thì còn khá là chắc chắn, không mục mọt anh em nhé. Đấy, la răng đúc nguyên bản, lốp dự phóng là la răng đúc nguyên bản theo xe luôn. Nội thất của chiếc xe thì cũng khá là ok, nhìn rất là đẹp, sáng sủa. Đấy, anh em nhìn thấy cái nội thất của chiếc xe nhìn từ dưới lên thì cũng khá là ok, với giá tiền khá là hợp lý, chỉ 279 triệu đồng thôi. Kích kiếc của chiếc xe còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, đây là một mẫu xe khá là hợp lý và cũng khá là thịnh hành trong thời từ trước đến nay rồi. Đây là một mẫu xe mà anh em có thể mua về để chạy, rất là zin, keo chỉ bốn cánh còn rất là zin anh em nhé. Táp lô táp ly hay là nội thất của chiếc xe thì khá là đẹp, trần thì trần lỉ đã bọc một lớp ni lông, nội thất khá là ok cho tất cả anh em. Đấy, anh em nào mà đúng chân mẫu xe này, âm thanh của dòng này thì không phải suy nghĩ rồi, rất là đẹp, hay, âm thanh tức ngực luôn. Xe đã được trang bị màn hình DVD và cam lùi rất là đầy đủ cho quý vị và các bạn. Đấy, anh em nhìn thấy từ ngoài vào trong thì chiếc này không thể chê được một cái gì cả. Tất cả đều zin, bốn cánh cửa đều zin, giá tiền khá là hợp lý cho quý vị và các bạn. Nốt của nó còn tương đối là mới anh em nhé. Đối với dòng này chạy rất là lành, máy của là 2.0. Dòng này thì chắc là ai thì cũng biết đến dòng này vì là đây là một thương hiệu mà đã được biết đến từ lâu rồi. Máy móc của chiếc xe khá là chất, điều hòa rất là mát anh em nhé. Anh em nhìn thấy rất là sạch sẽ luôn đúng không ạ? Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động rất là bình thường. Đấy, đã tìm được vệ tinh. Âm thanh con này thì rất là tức ngực luôn. Bốn cánh cửa lên xuống đều rất là đẹp, ổn định, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, màn hình rất là sắc nét luôn.
giờ mình xem xuống xem cho anh em xem về cái phần khoang máy của chiếc xe này. Đầu tiên là cái gạt mưa xem nó còn hoạt động không ạ. Đấy, à vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Ok, giờ mình sẽ xuống xem cái phần khoang máy của chiếc xe này xem nó đẹp đến mức nào. Mình cùng xem. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe. Đầu tiên là phần lắp cabo. Đấy, lắp cabo còn rất là đẹp cho anh em. Đây là phần khoang máy này. Đấy. Máy móc lổ rất là êm anh em nhé. Dòng này thì máy của nó rất là chất rồi. Anh em không phải suy nghĩ gì về dòng này rồi. Giá tiền cũng khá là hợp lý luôn. Đấy, cụm chia ABS đây. Đấy, máy móc anh em nhìn thấy có êm không? Rất là êm đúng không? Anh em nào mà có đúng chân mẫu xe này thì hãy xuống xem xe thực tế và chạy thử anh em nhé. Và nhất là khác giới cũng là tốt. Thì vừa rồi Tuấn Anh của tôi Hải Phòng giới thiệu cho anh em về mẫu xe Innova G-Sin sản xuất 2007 biển 34A10987 này. Chiếc này nó chào bán với giá tiền là 279 triệu đồng. Anh em và quý vị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.